ta sao phà ga tô ra tô sam nam mô ta sao ra hoa tô a ra tô sam bồn tha hoa a ra tô sam sam bồn tha sa Rama cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tinh cha li anh thì quả răng á hoa cha tha sẵn ti tha sẵn ta ba ra dâm ca già ti ca dê xê tu thẩm măng à nụ khâm bi măng ba chăng sắc thầm ma bê rim quỳ na dân cha cả dân súc tinh cha bằng thâm à bi thâm ma cham măng à cô ta dân tô cha tu sắc cha đẳng đăng ba pô pha nay dê ba ri sa gia mắt chê phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quặng Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộc dạ ngày trời chân sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dưới niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập 80 lần rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và một lần nữa đạo tràng của chúng con thanh tịnh con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp thanh quan hỷ từ bi quan hỷ đăng đàn cho chúng con một bài pháp hôm nay ạ. Và nam mô bút tha giá con kính cung thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào quý phụ nữ cũng như tất cả quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 3, ba pháp và phẩm thứ bảy, phẩm lớn. Và cái câu 67 các vấn đề được nói đến thì trong đây cái câu 67 này nó gồm có 5 năm phần mà hôm nay thì cái thời gian chúng ta sẽ học khoảng 5 phần thôi còn 2 phần còn lại thì chúng ta sẽ tiếp tục học vào ngày mai. Giờ sư xin đọc qua phần chánh kinh vào sau đó thì sẽ giải thích về cái lời dạy của Đức Phật. 67 các vấn đề được nói đến. Một, này các tỳ kheo, có ba vấn đề này được nói đến. Thế nào là ba? Có thể nói về quá khứ, này các tỳ kheo nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ. Có thể nói về tương lai, này các tỳ kheo nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai. Có thể nói rằng về hiện tại, này các tỳ kheo nói rằng như vậy xảy ra trong thời hiện tại. Với sự thảo luận này các tỳ kheo, một người có thể biết được là có khả năng nói chuyện hay không có khả năng.
Nếu người nào này các tỳ kheo khi được hỏi một câu không trả lời một cách dứt khoát, một câu cần phải trả lời dứt khoát, không thể trả lời một cách câu phân tích, một câu hỏi cần phải trả lời một cách phân tích, không trả lời một câu hỏi ngược lại, một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, không có gạt qua một bên, câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy không có khả năng để thảo luận. Nếu một người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu trả lời một cách dứt khoát, một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, trả lời phân tích, một câu hỏi cần phải trả lời một cách phân tích, trả lời một câu hỏi ngược lại, một câu hỏi cần phải trả lời một câu ngược lại, gạt qua một bên, câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy có khả năng để thảo luận. 3. Với sự thảo luận này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này các tỷ kheo khi được hỏi một câu không xác nhận là đúng hay không đúng, không xác nhận một giả thuyết, không xác nhận một quan điểm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm, nếu như vậy này các tỳ kheo, người ấy có khả năng thảo luận. Nếu một người này các tỳ kheo khi được hỏi một câu xác nhận là đúng hay không đúng, xác nhận là một giả thuyết, xác nhận là một quan điểm của bậc trí, xác nhận là sở hành thường làm, nếu là như vậy, này các tỳ kheo, người ấy có khả năng thảo luận. 4. Với sự thảo luận này theo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này các tỳ kheo khi được hỏi một câu, tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các tỳ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu một người này, này các tỳ kheo, khi được hỏi một câu, không tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Nếu như vậy, này các tỳ kheo, người này có khả năng thảo luận. Với sự thảo luận này các tỳ kheo có thể biết được một người có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu người này, này các tỳ kheo khi được hỏi một câu lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các tỳ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu người này, này các tỳ kheo khi được hỏi một câu không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các tỳ kheo, người này có khả năng thảo luận. Thì chúng ta tạm dừng ở cái câu thứ 5 này, và còn câu thứ 6, câu thứ 7 thì sẽ tiếp tục học vào ngày mai. Thì ở đây có những cái vấn đề trong đời sống chúng ta cũng thường thấy có xảy ra. Tức là có những đề chúng ta cần phải thảo luận. Có khi chúng ta hỏi người khác, hoặc là có khi người khác hỏi mình. Thì quý vị thấy rằng đó, ở trong kinh cũng có nhiều cái câu chuyện những cái người, những hàng tu sĩ tại gia, hoặc là những cái giáo chủ, hay là những cái vị bà la môn hay đến để trình bày, để hỏi những cái điều mà họ còn hoài nghi, họ còn thắc mắc. Thì có những câu hỏi mà Đức Phật sẽ trả lời xác nhận, hoặc là có những câu hỏi khi mà cái người hỏi thì Đức Phật hỏi ngược trở lại. Có những câu hỏi vì cái người hỏi đó, hỏi một cách nó
nó mơ hồ à, hoặc là nó không rõ cái câu hỏi, hay là cái câu hỏi nó không đem đến cái lợi ích à, cho nên là có những câu hỏi Đức Phật im lặng không trả lời à. Vì á, những cái câu hỏi nó hàm chứa những cái tà kiến à, sai lệch à, thành ra đó à, những cái câu hỏi này thì Đức Phật à, bỏ qua một bên. Thì à, ở đây á, có lúc trong có những hội chúng thảo luận về Phật pháp á, nếu mà đem đến cái lợi ích thì à, những người ở trong cái hội chúng đó là những cái người phải có sự tầm cầu, thích tìm hiểu về Phật pháp. Thì khi mà trong hội chúng mà có những người mà thích tầm cầu, thích tìm hiểu về Phật pháp đó, thì người ta mới có sự lắng nghe. Còn nếu mà người ta đến để à, hỏi nhưng mà với cái tính cách là đấu lý hơn thua à, thì sẽ xảy ra những cái vấn đề là nó có cái hội chúng đó thế nào là cũng nó sẽ xảy đến những cái điều không tốt đẹp. Thì sao? Tại vì á, người ta à, đấu lý không phải mục đích để mà tìm ra cái chân lý, mà người ta ở đây người ta hơn thua à, với cái ý phiền não như vậy đó. Cho nên là quý vị biết rằng cái phàm nhân thì ai cũng hơn không, cho nên á, một hồi thì hai bên sẽ xảy ra vấn đề á, nó không tốt đẹp đó là cái ý thứ nhất. Thứ hai đó là những người mà trong cái hội chúng là phải cái người có sự hiểu biết à, ví dụ như hiểu biết về cái vấn đề mà mình sẽ thảo luận à. Còn nếu mà trong cái hội chúng đó, đó mà những cái người mà chỉ chấp thủ vào cái sự hiểu biết của mình à, rồi không ai chịu nghe ai à, thì cái hội chúng, cái cuộc thảo luận đó cũng không có đem đến cái sự lợi ích tốt đẹp à. Rồi nếu mà trong cái hội chúng à, ít ra họ phải hiểu biết à, về kinh pháp một cách căn bản à, thì mới nói chuyện được à, chứ còn nếu mà không có cái à, kiến thức, không có nắm vững về về pháp à, không phân biệt được pháp thiện, pháp bất thiện hay là pháp vô ký à, thì khó mà nói chuyện với nhau được à. Rồi à, cái điều thứ tư là gì? Khi mà muốn có lợi ích trong cái cuộc thảo luận thì nói phải đúng thời à, nói đúng nơi, nói đúng đối tượng à, nói đúng thời. Bây giờ một người nói, một người nghe à, khi nào người này nói xong, trình bày xong ý kiến của mình rồi đó, thì cái người này sẽ nói à. Chứ còn bây giờ mạnh ai nấy nói thì rồi ai nói mà ai nghe à, thành ra đó à, chúng ta phải có sự à, tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như bây giờ cái vị này nói à, thì mình phải lắng nghe, rồi sau khi vị này họ trình bày hết rồi đó, rồi mình sẽ trình bày cái ý kiến, cái hiểu biết của mình à, rồi nói đúng nơi. Ví dụ như là có những lúc à, trong cái hội chúng, ở trong cái pháp đường hay là trong cái nơi nào đó à, để là cái nơi để mà chúng ta thảo luận, không phải mình
mặc dù là nói pháp nhưng mà không phải là mình đụng đâu mình cũng nói được. À, nói ở trong nhà ăn hay là đang đi ở ngoài đường, ngồi ở trên xe, mà mình nói pháp thì nó không có học. Tại vì ở khi mà ăn á, mà chúng ta mình thảo luận, ta nói chuyện á, thì không, Đức Phật nói là khi mà chúng ta cái dập thực ở trong miệng, mà mình vừa nghe vừa nói, cái tiếng nói nó khó nghe, rồi thứ hai nữa, có khi làm dập thực nó đổ ra bên ngoài, nó thô tháo, một cái hình ảnh không có được tốt đẹp. Hoặc là bây giờ đang đi chơi, đang đi trên cái đoạn đường đi, có những lần đó có những cái đoàn Phật tử họ đi tham quan chùa này chùa khác, rồi bắt đầu ở trên đó mở những cái băng, những cái đĩa giảng về Phật pháp, nó không có hợp thời. Tại vì không, bây giờ người ta đang đi công chuyện, tâm tư người ta đang đang hướng về cái vấn đề mà đi đến chùa đó để làm phước, cái cuộc lễ gì đó chẳng hạn, lễ dân y, lễ trai tăng, lễ gì đó, mà bây giờ mở những cái băng, những cái đĩa đó để mà nghe đó, nó không có hợp. Bị sao? Tâm tư cái người lái xe thì đang chú tâm về vấn đề lái xe, rồi những cái người mà ở trên xe đó thì bàn bạc thảo luận. Thành ra đó cái vấn đề mà mở pháp ở trên cái xe đó nó không không có hợp thời, không có đúng nơi, rồi không có đúng những cái đối tượng cần nghe. Ví dụ như bây giờ trong cái trường hợp này, quý vị đang có sự chú tâm lắng nghe, vào cái giờ này, sư sẽ phân tích về cái lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị là những cái người có sự chú tâm lắng nghe, dù là trong cái room hiện tại bây giờ khoảng 6 7 vị, nhưng mà đó ít ra cũng có được ba bốn vị đang có sự chú tâm lắng nghe. Còn khi mà có những lần, những cái trường hợp mà thật tâm khi mà đang ngồi ở trên pháp tọa để mà thuyết pháp á, có những lúc á, cái tâm tư mình thấy những cái hội chúng họ thiếu cái sự chú tâm lắng nghe, mình không muốn nói. Có nhiều trường hợp, những cái lần Phật tử thì người ta thỉnh thuyết pháp, nhưng mà quý vị biết không, khi mà sư lên pháp tòa để ngồi để mà thuyết pháp thì những cái người mà trước khi thuyết pháp thì theo cái thông lệ là người ta sám hối, thì hồi lúc mà người ta sám hối á, thì người ta ngồi ngay ngắn lắm, ngồi có hàng có lối nghiêm chỉnh. Nhưng mà vì một ngày mà làm việc cực nhọc, những cái chùa ở trong vùng sâu vùng xa ở miền Trung, thì người quý vị biết là người ta làm việc từ từ 2 3 giờ sáng là người ta đã dậy người ta làm rồi. Những cái vụ mùa mà thu cắt lúa, thu hoạch lúa, thì khuya là người ta 2 3 giờ người ta dậy người ta làm cho đến chiều, nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm rồi người ta đi đến chùa. Thì mình ghi nhận ở đây là cái sự mà nỗ lực tinh tấn, nhưng mà gì á, người ta quá mệt mỏi cả ngày rồi, bây giờ mặc dù là đến chùa, nhưng mà cái hồi mà đọc kinh để bái tam bảo rồi sám hối đó, thì người ta còn cái sức, người ta cố gắng gắng gượng để người ta ta đọc. Nhưng mà khi mà sám hối vừa xong rồi đó, thì những cái người Phật tử đó, họ chạy vô, họ ngồi dựa vào vách tường,
À, hoặc là dựa vào những cái cây cột à, rồi họ nhắm mắt à, thì khi như thấy những cái hình ảnh như vậy đó thì mình thấy bây giờ người ta không có sự chú tâm để nghe pháp à, bây giờ người ta mệt mỏi quá, người ta cầu mong là coi như là về cho sớm nằm xuống ngủ một giấc à, cho nên cái thời điểm này những cái đối tượng này á, họ mặc dù họ có đến chùa nhưng mà họ không có muốn nghe pháp à, cho nên á chỉ nói những cái bài pháp ngắn à, giải thích một vài cái khía cạnh nào đó ngắn gọn à, để cho người ta à, về sớm để người ta nghỉ ngơi. À, chứ bây giờ á mà cứ ngồi đó mà thuyết à, dài dòng thuyết về tứ diệu đế bát chánh đạo rồi đó thì một hồi á là họ ngủ gục hết à, không còn ai nghe hết đó. Thành ra đó Đức Phật dạy á là khi mà nói pháp thì phải nói à, đúng thời à, nói đúng nơi, nói đúng đối tượng, những người mà người ta cần nghe thì mình mới nói à, còn mình thấy cái thái độ người ta không có thích nghe à, thì thôi mình nên nên tránh à, trước khi mà chúng ta nói không đúng đối tượng, người ta không có sự tôn kính pháp đó, thì như vậy á là chúng ta có lỗi lầm, là thiếu cái sự tự cung kính pháp à. Và những cái điều mình nói đó thì nó phải đem đến cái lợi ích à, cho người nghe à, chứ còn á mình nói tràn gian đại hải, mình nói nhiều quá nhưng mà người ta nghe cái được cái mất à, rồi người ta cảm thấy qua wow, sao một cái thời pháp người ta không có được một cái lợi ích gì á, thì như vậy thì không nên nói à, cho nên á đành rằng chúng ta nói là nói về chân lý à, nhưng mà cũng phải tùy theo trường hợp, tùy theo đối tượng mình nói về khổ, nguyên nhân của khổ, rồi trạng thái hoàn toàn chấm dứt đau khổ và những cái phương pháp, những cái đường lối, những sự thực hành để đạt đến cái trạng thái chấm dứt đau khổ à. Quý vị thấy rằng Đức Phật nói cũng về chân lý nhưng không phải lúc nào cũng đem cái tứ diệu đế bát chánh đạo ra để mà nói à, tùy theo trường hợp, tùy theo đối tượng à, mà Đức Phật có những cái thuyết pháp một cách hợp với cái trình độ, cái căn cơ của người nghe à, thành ra đó à, chúng ta nói phải nhằm mục đích để đem đến cái lợi ích cho cái người nghe đó. Khi mà chúng ta thảo luận à, chúng ta nói với những cái điều kiện như vậy à, là nói với những người à, mong muốn hiểu biết về Phật pháp, rồi phải có cái kiến thức cơ bản về thiện bất thiện à, hay là hoặc là có những cái kiến thức về cái à, những cái phương pháp thực hành để đem đến cái hạnh phúc à, những cái à, sự gìn giữ họ trì về giới à, rồi hay là hoặc là những cái à, thập thiện à, những cái pháp hành đem đến cái an lạc hạnh phúc à, nói về tu tập thiền định thiền tuệ à, nói về cái sự à, ly dục ly tham ly các pháp ác bất thiện pháp à, nói về cái con đường hướng thượng à, thì nói những điều đó là chúng ta nói một cách lợi ích tốt đẹp, nhưng mà nhớ là sao, nói phải
hợp thời. Rồi nói phải phải đúng nơi, nói đúng đối tượng. Khi mà nói hợp thời, rồi nói đúng chỗ, đúng nơi, nói đúng đối tượng đó, thì người ta mới lắng nghe. Chứ còn như bây giờ á, những cái người này có những cái trường hợp, hồi đó là ở những chùa có những vị sư, những người thợ người ta đang làm, những người thợ người ta đang xây dựng cái công trình, hay là hoặc là những cái người cư sĩ người ta đến chùa để người ta công quả, người ta quét dọn, người ta lau chánh điện, chân bông. Nhưng mà cái thời điểm đó là người ta đang mắc bận rộn vào cái công việc, mà mình đến đó mình nói như vậy là nói nó không có đúng chỗ, không có đúng đối tượng, là cái người nghe người ta bây giờ người ta đâu có sự chú tâm, người ta đang mắc bận vào cái công việc, người ta đang lo cái công việc làm của người ta, thành ra đó chúng ta không nên nên nói như vậy, rồi nói thì chúng ta cũng phải cùng thảo luận, lắng nghe với nhau, nói để đem đến cái điều lợi ích, nói về bố thí, trì giới, nói về những cái điều mà để ly dục, ly các pháp, ác bất thiện pháp, nói để phát triển về cái sự tu tập, tạo nên những cái trí tuệ, thì như vậy nói nó mới đem đến lợi, thì như vậy nói nó mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp, chứ không nên là nói như những cái trường hợp bây giờ quý vị thấy ở trong kinh ấy, có những điều khi mà những cái vị Bà La Môn họ đến với cái tâm là để so sánh hơn thua, cho nên khi mà họ đến họ hỏi, nhưng mà đó Đức Phật trả lời, Đức Phật hỏi lại, thì họ vì cái bảo thủ về cái tri kiến của họ, cho nên có những lúc cái câu hỏi Đức Phật hỏi họ không trả lời thẳng, mà họ tránh né. Một cái câu hỏi chỉ cần trả lời đúng hay là không đúng thôi, nhưng mà họ không trả lời ngắn gọn, mà họ trường uống, họ biện luận biện thuyết thế này thế khác. Rồi sao? Vì cái sự bảo thủ, cái sai lầm, cái tà kiến của mình, cho nên là những cái người này đó, dầu có nói họ cũng không có đem đến cái sự lợi ích. Thì quý vị thấy rằng cái trường hợp mà khi mà sắp chắc cá đó, anh ta tự hào về cái trí tuệ của mình, cho nên là anh ta cho rằng là ở trên thế gian này đó là chỉ có là sắc chá cá là coi như là một cái nhà đại tài về hùng biện thời bây giờ, cho nên anh ta tuyên bố rằng á, anh ta sẽ đi đến đấu lý với Sa môn Gotama, anh ta cho rằng anh ta giống như là dí mình giống như là một lực sĩ, khi mà sắc chá cá này mà hỏi, giống như mà cái người mà lực sĩ mà nắm cái con cừu vậy đó, nếu cái người lực sĩ giặt con cừu chạy tới thì nó phải chạy tới, giặt con cừu nó chạy lui nó phải chạy lui, hay là sắc chá cá này mà khi mà hỏi cái trụ đồng á còn phải toát mồ hôi, cho nên khi mà sắc chá cá đi lên mà đấu luận chiến với Đức Phật thì Đức Phật rất là bình thản, ngài ngồi một cách bình thản để nghe sắc chá cá trình bày, xong rồi ngài mới mới hỏi lại,
Nhưng mà khi mà Ngài hỏi lại một cái câu hỏi đó, đáng lẽ là Sắc Chắc Cá phải trả lời, nhưng mà bây giờ nếu mà Sắc Chắc Cá mà trả lời á, thì coi như vậy là mình chấp nhận là mình thua nha. Cho nên á, khi mà Đức Phật hỏi Sắc Chắc Cá, cái câu hỏi cần phải được trả lời một cách xác đáng, thì Sắc Chắc Cá lại lặng im rồi tránh né. Cho đến cuối cùng á, khi mà khi một bậc chánh đẳng chánh giác hỏi một câu hỏi mà cái người có thể trả lời mà không chịu trả lời, thì sẽ có một cái vị thần Dạ Xoa sẽ đập bể đầu cái người đó. Cho nên mà khi mà Sắc Chắc Cá thấy cái hình dáng của cái vị Dạ Xoa đó cầm trái chì đỏ đó hiện ra trước mặt, khi mà Đức Thế Tôn lặp lại cái câu hỏi lần thứ ba, thì lúc đó là Sắc Chắc Cá mới mới sợ quá mới mới chấp nhận và trả lời. Thì lúc đó là Sắc Chắc Cá toát mồ hôi, mồ hôi từ ở trên mặt, ở trên chân mày nhỏ giọt xuống. Mà trước kia đó, thì trước khi đến lần chiến đó, thì Sắc Chắc Cá tuyên bố là Sắc Chắc Cá mà hỏi một câu hỏi là trụ đồng còn phải toát mồ hôi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói là: này Sắc Cá, ngươi hãy xem thân Như Lai có rơi một giọt mồ hôi nào hay không. Thì lúc đó Sắc Chắc Cá cúi gằm mặt và thấy hổ thẹn. Cho nên á, trong những cái cuộc mà đàm luận, thì muốn có đem đến cái lợi ích cho người nghe, thì chúng ta nói với cái mục đích là để bổ sung tìm hiểu những cái kiến thức, hay là hoặc là để hiểu sâu hơn những cái vấn đề mà mình cần tìm hiểu, rồi mình có thể cải chánh những cái sai lầm, những bổ khuyết những cái điều mà mình còn sai sót. Thì như vậy đó, cái cuộc đàm luận nó mới đem đến cái sự lợi ích. Rồi quý vị cũng thấy rằng trong kinh có những cái bài kinh, những cái vị cũng là bậc thánh A-la-hán, nhưng mà đặt những cái câu hỏi đối với Ngài Xá Lợi Phất. Thì ở đây đó, ở đây các ngài vì cái lòng bi mẫn, muốn Ngài Xá Lợi Phất giảng giải những cái điều mà nó cần phải mở rộng ra để cho Ngài hàng cư sĩ hoặc là những cái vị tỳ kheo phàm nhân có thể hiểu rõ hơn. Thế còn đối với các cái vị thánh A La Hán thì các ngài đã hiểu biết rồi, nhưng mà đó vì thương tưởng hàng cư sĩ hoặc là những cái vị tỳ kheo phàm nhân, có những vị là ngại ngùng không dám hỏi, thì nhờ đó mà những cái điều mà Đức Phật dạy một cách tóm lược đã được Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, hay là hoặc Ngài là Ngài Ananda thuyết giảng mở rộng ra để cho các cái vị mà còn sự hoài nghi, còn những cái thắc mắc, những cái chưa có sự thấu đáo sẽ được tìm hiểu một cách là tốt đẹp hơn. Thành ra đó, trong cái phần này Đức Phật nói lên những cái cách thức trong những cái cuộc đàm luận, thì chúng ta phải phải nói một cách là để đem đến cái lợi ích tốt đẹp, thì nói với cái sự trao đổi để mà tìm hiểu về Phật pháp, rồi nói với cái tính cách là đem đến lợi ích cho mình, cho người khác, rồi nói một cách đúng thời, đúng nơi, đúng đối tượng.
chứ không nên là chúng ta nói mà nó không đem đến cái lợi ích. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu thứ 67 này đó, thì nói về những cái điều cần phải thảo luận. Rồi quý vị thấy rằng đó, có những điều đâu phải nó chỉ có xuất hiện ở trong hiện tại. Thí dụ như bây giờ cái khổ ngay trong hiện tại thì đâu phải chỉ có cái khổ ở ngay cái thời điểm hiện tại này, mà ở trong quá khứ nó cũng có khổ, mà cái khổ nó có thể diễn tiến trong tương lai. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái đơn giản đi. Ví dụ một hai bữa trước mình cũng có bị bệnh vậy, mà khi cái bệnh nó xảy ra thì nó sẽ khổ. Rồi hôm nay hiện tại này mình cũng có thể do tứ đại bất hoại đó mình cũng bị bệnh, thì cái khổ nó sẽ hiển lộ ra. Rồi cái khổ này có thể ngày mai, ngày mốt gì đó, nó cũng có thể nó cái bệnh nó diễn tiến nó trở lại, thì mình cũng có thể bị cái khổ. Cho nên đó, là các pháp nó sẽ hiện khởi không chỉ ở trong hiện tại, mà nó có thể đã hiện khởi từ ở trong quá khứ. Rồi các pháp này nó sẽ có thể hiện khởi vào cái ngày tương lai đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng các pháp là như vậy. Rồi chúng ta phải biết được nhân quả, do cái nhân nào mà cái pháp này nó xuất hiện trong hiện tại. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta phải tránh những cái nhân đó. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục tạo những cái nhân đó thì cái quả nó sẽ cho. Ví dụ bây giờ chúng ta phải chịu khổ đau ngay trong đời sống hiện tại này do những cái nhân bất thiện chúng ta gieo từ thời quá khứ. Bây giờ nếu mà muốn tránh những cái khổ đau trong cái ngày tương lai thì ngay trong hiện tại này chúng ta phải tránh không có gieo những cái ác bất thiện pháp. Ngược lại chúng ta phải làm các cái thiện pháp, tạo trữ thật nhiều những cái thiện pháp, thực hành thực hành thập thiện hay là hoặc là thực hành theo 38 điều hạnh phúc. Thì như vậy đó, trong những cái cuộc thảo luận chúng ta nói về những cái sự thực hành các cái thiện sự, nói về từ bi hỷ xả, nói đem đến những cái sự ly dục, ly các ác bất thiện pháp, nói để có sự tăng trưởng về cái hiểu biết, nói có tăng trưởng về cái niềm tin, nói về nhân, nói về quả, nói về những cái điều lợi ích tốt đẹp. Rồi trong những cái cuộc trao đổi chúng ta không có nên trao đổi với cái tâm mà hơn thua, mà ở đây chúng ta trao đổi nhau để cùng nhau học hỏi, chúng ta thảo luận để tìm hiểu sâu hơn các pháp mà mình đã nghe, rồi mình có sự chú tâm lắng nghe để có thể hiểu được những điều mà mình chưa từng nghe. Thành ra đó, khi mà chúng ta ở trong những cái hội chúng, những cái nơi nào mà nói với những cái pháp tốt đẹp như vậy thì sẽ đem đến lợi ích. Còn nói với bằng cái tâm phiền não, nói trong cái sự hơn thua, nói với tâm ganh tị thì sẽ đem đến cái không tốt đẹp. Thì
cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều về cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu 67 này. Thì còn hai đoạn, đoạn số 6 và đoạn số 7 thì sẽ tiếp tục vào ngày mai. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca nghe, và cũng kính chúc quý Phật tử như tất cả quý thiện hữu trí thức có thêm được những cái hiểu biết về lời dạy Đức Phật. Và trong những cái cuộc thảo luận thì chúng ta nên hướng đến cái lợi ích cho chính bản thân, cũng như hướng đến cái lợi ích cho người khác. Thì như vậy những cái cuộc thảo luận, những cái cuộc đàm luận trong các hội chúng nó sẽ có lợi ích tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý Phật tử cùng nhau chia sẻ và thảo luận, đóng góp thêm cái bài học ngày hôm nay. Cầu mong. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng bài học hôm nay rất là cặn kẽ và bây giờ thời gian cũng còn khoảng 14 phút nữa, con xin sư Nguyên Thông có một vài ý kiến chia sẻ về bài học ngày hôm nay của sư Pháp Thanh bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không biết sư Nguyên Thông có mặt trước máy. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không, bạch sư? Dạ, đạo tràng có nghe được của con. Dạ. Dạ, dạ. Dạ dạ con thấy tin nhắn của sư rồi. Mà nếu mà như vậy thì Nguyên Như xin có một câu hỏi con xin dâng lên cho sư Pháp Thanh. Hồi nãy giờ con nghe sư Pháp Thanh nói thì nếu mà mình nghe pháp thì mình phải lựa là đúng thời đúng lúc đó bạch sư. Như vậy á thì khi mà mình là bạn đồng học với nhau, mình có thể mình chia sẻ cùng với nhau, rồi nếu mà cái lúc nào mà mình như vậy là mình có thể nói chuyện pháp với nhau được không sư? Tự vì nếu mà mình trao đổi rồi mình trao đổi nó không đúng rồi, hay là lúc đó mà mình trao đổi với nhau mình phải cần có một cái vị sư ở đó để nghe mình nói bạch sư. Tự nhiều khi tụi con gặp nhau giống như bạn đạo mình hay nói chuyện với nhau mà nhiều khi mình chỉ nhau trật mà mình không biết đó bạch sư. Con không biết làm sao mà giải quyết cái việc đó. Dạ xin xin sư giảng giải cho Nguyên Như thêm cái đó bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Thì trong đời sống đó có những lúc đó, giữa những người bạn đạo với nhau mình cũng có thể mình trao đổi. Thì như sư nói đó, chúng ta ví dụ một người hoặc là vài ba người bạn đạo nha. Chúng ta cũng có thể trao đổi nhau, nhưng mà trên cái tinh thần gì? Trên tinh thần là chúng ta đàm luận để mà tìm hiểu với cái kiến thức về Phật pháp của mình, tránh cái trường hợp mà mình nói để có cái sự ngã mạn so sánh, hoặc là có những cái trường hợp mình đã có cái câu giải đáp rồi, nhưng mà nó bây giờ mình hỏi ra để thử, để thăm dò người khác, hoặc là để nói
với cái tâm mà để so sánh là thế này thì khác, thì như vậy thì nó không đúng. À, thành ra cái câu tục ngữ Việt Nam mình cũng có, học thầy không tày học bạn, tức là có những vấn đề đó mình ngại khi mà mình gặp những cái vị sư hay những vị thầy đó, mình sợ mình không dám hỏi. Thì mình có khi mình có thể mình hỏi những cái người bạn đạo của mình, mình biết cái người này về cái khía cạnh đó, cái người này có được kinh nghiệm, có được những cái hiểu biết nó sâu rộng hơn mình, thì mình có thể mình chia sẻ, mình cùng hỏi để mình hiểu biết thêm, để cái hiểu biết của mình về cái vấn đề đó nó tốt hơn, rộng hơn. Thành ra đó cũng vậy, khi mà những cái cuộc đàm luận giữa những người bạn đạo nhau thì cũng nên nói nó hợp thời. Thí dụ như bây giờ á, khi nào mà mình ngồi ở một cái nơi nào đó nó hợp thể lẽ, ví dụ như là ở trong nhà, trong phòng đọc sách, hay là hoặc là trong một cái nơi nào đó thì mình nói. Còn cái này thí dụ nhiều khi mình đang chạy vừa lái xe rồi này kia nọ mình hỏi á, thì lúc đó nó không không có đúng. Tại vì khi mà mình vừa lái xe hay là ở một cái chỗ ồn ào, mà nếu mà mình thảo luận như vậy đó, nó bị cái tâm mình nó mình nghe, lúc đó mình nghe mình cũng không thật sự là nghe, mà cái người trả lời với mình á, một cũng vừa phải lo việc này việc kia vậy này, này. Thành ra đó đôi lúc cái sự cái giải đáp nó không hợp cho nên á, là mặc dù là bạn đạo nhau, mình cũng có thể mình trao đổi, mình chia sẻ nhau, nhưng mà cũng trên tinh thần nói đem đến người, nói với cái tâm là mong muốn cho những người bạn mình cùng hiểu biết tiến bộ, chứ không nên nói để cái tâm cống cao ngã mạn hay là phiền não thì nó nguy hiểm, sẽ đem đến những cái lợi không có lợi ích. Còn nếu mà chúng ta biết những người bạn mình có cái hiểu biết, cái kiến thức, những kinh nghiệm về cái vấn đề đó, thì mình có thể mình hỏi, mình trao đổi nhau, chứ đâu cần phải nhất thiết là phải có mấy vị sư. Thành ra đó chúng ta cũng có thể hỏi những cái thắc mắc, những cái điều mà mình còn hoài nghi, mình còn chưa có thấu đáo, thì mình có thể mình hỏi với nhau trên cái tinh thần đó là giống như là nói để chia sẻ sự hiểu biết, nói để giúp đỡ nhau có sự tiến bộ tốt đẹp, nói để đem đến lại mình lại người. Thì dù là cư sĩ nhau, mà nếu mình trao đổi trên cái tinh thần hòa hợp như vậy thì nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giá, và xin giải đáp cái thắc mắc của Như. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con xin kính tri ân lời dạy của sư Pháp Thanh. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con xin nhân mít lại cho sư Nguyên Thông ạ. Vavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba bhuta nuvave nasada soti pavang tute. Vavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nuvave nasada soti pavang tute. Vavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba sangha nuvave nasada soti. Và bằng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành
tu mạng cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu phu chi ta son thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thề ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta phan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta pha wo pa pa ti ca ni cha ni cam tham ma wa rang pa tình cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa măng gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ga tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri nô gu sam ba bu này ya ma thầm ma ri yam ba quê ti tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tụ nha ta vô y đằng quá tá mê buồn nhằn à sa quắc há già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề. Do sự thức phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Như xin kính mời chư vị trở lại Rung Như Kỳ Duyên vào ngày thứ ba, cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam, để sư Pháp Thanh có thể giảng giải cho chúng ta tiếp về Tăng Chi Bộ Kinh ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.